người, hôm nay mình sẽ review quán bán mặn cho mọi người xem. Trong này bán rất nhiều loại hải sản ngon và tươi sống. Mời mọi người vào đây. Đây bán đặc sản rất là ngon. Con này là con sêu. Con này là con tú hài mọi người. Qua từng một. Đây là tú hài, ở đây là tú hài nhỏ này. Đây là ống móng tay này. Ống móng tay loại lớn mọi người nha. Rất là hấp dẫn. Đây là sò vuông này. Đây, rồi đây là con sò mía. Nói chung là trong này bán rất nhiều là loại hải sản, mình sẽ review những món mình kêu thôi. Đây là con sò mía này. Đây là con ốc nấu mọi người. Đó, ốc nấu này. À, tiếp theo qua đây là con ốc hương này. Ốc hương ở đây là to, nói chung là những loại đây là tươi sống mấy người nha. Ở đây là chiếc chip này, quan sát này đó. Còn đây là nghêu này. Tiếp theo là con này là con ốc nhảy cóc. Ốc nhảy cóc này. Đây là sò lông này. Đây là con sò bung này. À, sò bung. Đây là ốc hoàng hào này mọi người. Đây là ốc hoàng hào này. Đây là tú ốc ngoài. Sẽ lồm thử miếng chó mọi người. Đây, lồm đồ rất là tươi và thơm. Vô ăn hết cho con. Không. Nghe mà. Nó ngọt. Cá công một chiều chụp hình nè. Cá công này nhé. Mấy người đang gì ơi? Ít thôi. Bên nào, con có người mới. Đồ chó nó hấp dẫn nè. Quá, bỏ chi tiêu vô bên này. Hả? Rất chi tiêu quá. Rồi. Đó, chỗ đánh bám bỏ đây. Ở mình á là chấu là có này, cải chỉ này, mắm rinh nha mọi người. Xanh nha mọi người, mình lồm rất là to nha, qua gà rất là to luôn nha.
review. Kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình với nhé.